Cao lên à. Đặt mẹ tao đây rồi. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 30 tháng 7 năm 2020. Và trước màn ảnh nhỏ quý vị ở đây thì hôm nay chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ bàn ghế tân Thủy Hoàng tay 12, bao gồm 6 món bằng chất liệu gỗ hương đá. Và đây là đơn đặt hàng của anh Mạnh ở tại xã Cát Trù, Cẩm Khê, Phú Thọ. Thì hôm trước là tôi đã quay cũng như giới thiệu phần mộc của bộ sản phẩm này cho quý vị xem rồi. Hôm nay thì chúng tôi đã hoàn thiện xong cũng như là chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Thì trước khi bàn giao thì tôi có quay lại một video clip làm kỷ niệm với anh Mạnh cũng như là để giới thiệu đến mọi người chi tiết về bộ bàn ghế này một lần nữa. Đây, trước mặt quý vị đây là hình ảnh tổng thể của bộ ghế đây quý vị nhé. Hiện tại thì tôi đang đứng ngoài đường nhưng mà hơi ồn một chút, rồi có các xe đi lại, quý vị thông cảm. Đây là hình ảnh tổng thể bộ bàn ghế quý vị nhé. Đây là một bộ sản phẩm hàng thừa rất là VIP, có thông số kích thước và được chọn lọc gỗ và hơn rất những bộ thông thường rất là nhiều. Đây là hình ảnh tổng thể và đi vào chi tiết hơn. Thì trước mặt quý vị đây là hình ảnh chiếc ghế nhỏ. Chiếc ghế nhỏ này có kích thước là sâu 60 và bề ngang là 97 tính theo phần khuôn tranh. Dáng ghế thì dáng ghế chúng tôi làm là dáng chân cong, cũng là tay cột là toàn bộ là tay cột liền hết quý vị nhé. Vậy tôi quay chi tiết, giới thiệu chi tiết cho mọi người. Thì toàn bộ là phần tay cột chúng tôi là làm tay cột liền, chương liền, đỡ tay liền, yếm là cũng là yếm liền hết đây quý vị này. Những bộ sản phẩm khác chúng tôi là yếm bọ phát như này, riêng bộ này là yếm là liền và dày là một phân, chân là chúng tôi chân vanh cong mũi rất là mới. Phần khuôn tranh là những sản phẩm thông thường tôi là dày 2,5 cm, còn bộ này anh Mạnh đặt là dày 4 cm, rất là dày dặn. Phần ván là ván dày 2 phân. Đấy, còn tôi nói phần đỡ tay liền như nào thì nghĩa là cái phần đỡ tay này thường thường là chúng ta sẽ ghép ở đây, ghép cong ở chỗ này, bởi vì là khi vanh cong như vậy thì sẽ là rất tốn gỗ, của chúng ta cần một cái cục gỗ rất là to để vanh được một cái tay cong như thế này. Sản phẩm anh đã đặt chúng tôi là làm tay cong hết và rất là dày quý vị nhé, tay này rất là dày này, cực kỳ là dày luôn. Cái phần đầu ốc này cũng là liền hết, liền vào phần tay này hết một liền đây. Và sản phẩm chúng tôi là đã hoàn thiện PU rồi quý vị nhé, hoàn thiện PU rất là kỹ, chương là cũng là chương liền, đầu ốc toàn bộ đầu ốc liền hết. Chi tiết nào có thể làm liền chúng tôi làm liền hết cho anh, rất là giá trị. Phía trong này là có một chiếc đôn kẹp ghế này thì có kích thước là ngang là 40, sâu là ngang là 40 và sâu là 55. Đây, chiếc ghế nhỏ thứ hai đây, kích thước thì vẫn là ngang là 40, sâu là 60 và ngang là 97. Hàng hoàn thiện cũng như là các kỵ gỗ lạt thì chọn lọc rất là đẹp. Ở phía trong này thì có những chiếc đôn nối đầu bàn này. Chiếc đôn này thì có kích thước là sâu là 40 và dài là 75 quý vị nhé. Chiếc đôn này để nối vào đầu bàn này. Phần bàn của chúng tôi thì là có kích thước là 75 và dài là 1,5 m. Đều là ván 2 phân, khuôn tranh 4 phân cả. Chân là chân vành ván rất là đẹp. Phần dạ yếm đục hoa lá tây. Đây, chiếc bàn đây quý vị.
và có ngăn kéo nhé, tất cả những phần đô như chúng tôi đều có ngăn kéo hết. Đây, vân vũ mặt bàn đây, vân vũ gương đây, vân vũ hoàn toàn tự nhiên. Hôm nay thì nó hơi ồn một chút, âm thanh nó không được chuẩn cho lắm. Xưởng đang hoạt động cũng như là chúng tôi đứng ở ngoài đường này, rất là nhiều phương tiện đi lại. Đây là hình ảnh chiếc đoạn dài. Chiếc đoạn dài này thì có kích thước là sâu 60 và dài là 2m37. Thưa quý vị, đây là tôi quay hình ảnh tổng thể dáng của chiếc ghế dài đây, chiếc băng dài đây. Thì thường chúng ta hay gọi là dài 2m4. Tuy nhiên để một số đẹp nhất thì là vẫn là số 7, thì chúng tôi làm 2m37 là chuẩn nhất. Đó, cũng như quý vị thấy những cái đôi lộc bình chúng ta thường gọi là lộc bình loại 1m6 hoặc là 1m7 thì thường nó là sẽ là 1m57 hoặc là 1m67 là số đẹp nhất. Toàn bộ cái phần vách của chúng tôi ấy, là đục chạm tứ quý long tôi xin lỗi tứ quý tùng trúc cúc mai. Còn là giữa chúng tôi là đục chữ lọc cũng là đường triện trơn tương cho tài lộc. Còn là hình ảnh tứ quý là hình ảnh hoa nở bốn mùa như là bốn bức tranh thiên nhiên tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Đó, phần cột ghế này có chạm nghê tứ linh đây, nghê tứ linh cũng như là chữ này có thể gọi là chữ vạn, tôi cũng chữ vạn. Đó, còn trương là trương rơi nghĩa là phúc. Phúc bên dưới có chữ lọc, nghĩa là phúc lọc. Thì là chữ con rơi trong tiếng Hán thì có nghĩa là phúc, phúc lọc. Tôi lia máy chậm để cho quý vị xem về chất liệu gỗ này, vân gỗ này, cũng như cái độ hoàn thiện chúng tôi. Tôi sẽ đi ra và quay lại một lần nữa cái tổng thể cái bộ ghế này. Quay lại tổng thể cái bộ ghế này cho quý vị hình dung được hàng nó dày dặn và nó VIP như thế nào. Còn quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp tới cơ sở gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại trên màn hình kia là 0987 510 806. Website là đogỗtùng8.com. Mọi người thể truy cập vào website để xem thêm những hình ảnh sản phẩm khác của chúng tôi cũng như là xem hình ảnh chi tiết của sản phẩm này thì tôi sẽ để ở phần bên dưới mô tả video. Quý vị mà quan tâm yêu mến hãy bấm like và đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật được những video clip mới nhất nhé. Tôi xin kết thúc video clip ở đây để chuẩn bị bốc xếp bộ bàn ghế này bàn giao cho khách hàng. Rất cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để xem hết video. Okay.